tuổi già sống tủi nhục nếu không có được năm thứ này. Rất vui khi được gặp lại quý vị trên kênh Ngẫm Chuyện Đời ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đời người ngắn ngủi lắm thay, trôi qua nhanh như một cơn mưa rào vậy. Mới ngày nào đang là những đóa hoa tươi mơn mởn, thấm thoát đã trải qua mấy mươi năm, ngoảnh lại đã thấy mình sắp già. Đến lúc này, con người ta chỉ mong quãng đời còn lại được sống trong sự an yên và thanh thản. Đời người muốn được bình yên, tận hưởng cuộc sống, thì chính bạn phải tự giữ hạnh phúc cho mình. Đã bao giờ quý vị tự hỏi bản thân rằng, về già mình sẽ cần có những gì hay chưa? Về già, cái gì cần buông được, hãy cứ buông, bởi vì đôi khi buông bỏ là cách để chúng ta nắm giữ hạnh phúc. Thế nhưng con năm thứ này, nếu không giữ bên mình, thì về già, càng sống lại càng khổ. Năm thứ đó là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Và nếu thấy hay, quý vị đừng quên chia sẻ video đến những người thân yêu nhất của mình nhé. Một, con cái ngoan ngoãn, tài giỏi. Không ai giàu ba họ là mối quan tâm của rất nhiều gia đình. Ở xã hội hiện đại ngày nay, rất nhiều cha mẹ vất vả gây dựng cơ nghiệp, kết quả lại bị hủy hoại hết trong bàn tay của chính con cái của mình. Rất nhiều cậu ấm, cô chiêu không học hành tử tế, hình thành cho mình những thói quen không tốt, bước vào con đường lệch lạc, khiến một gia đình vốn dĩ đang yên lành lại bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Vì vậy, làm sao để giáo dục con cái là việc cần bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để rèn luyện. Đừng tiếc tiêu tiền cho việc học hành của con nếu thấy đáng đầu tư. Cũng đừng bao giờ tiếc thời gian ngồi nói chuyện tâm sự với con hàng ngày. Chỉ khi con cái phát triển tốt, có nhân cách tốt, bạn mới có thể sống nhàn nhã, hạnh phúc. Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang chính là vận may của cha mẹ. Cho dù gia đình có nghèo một chút, nhưng vẫn luôn rộn rã tiếng cười, làm người cũng nở mày nở mặt với người khác. 2. Sự an nhiên. Có thăng có trầm mới là cuộc sống. Cứ sống mà chỉ chăm chăm đi theo đuổi ước mơ, ngược lại sống sẽ rất mệt. Có một vài lý tưởng nếu được định sẵn là sẽ không thể nào hiện thực được. Vậy thì hãy học cách từ bỏ. Có một vài điều được định sẵn là sẽ phải trải qua. Vậy thì bạn cũng đừng sợ hãi. Chẳng hạn như sinh lão bệnh tử, cứ điềm nhiên mà tiếp nhận. Tới một ngày, sẽ có một người thân nào đó sẽ phải rời xa chúng ta. Âu cũng là chuyện thường tình, đau khổ tuyệt vọng, dĩ nhiên đều có. Nhưng bạn cũng không thể nào sống mãi trong u sầu, dùng một tâm thái an nhiên đi đối mặt với những sự việc xảy ra xung quanh mình. Xem đó là những chuyện bình thường mà ai cũng sẽ một vài lần phải trải qua trong đời. Tâm thái quyết định vận mệnh. Nếu cứ luôn u sầu, ảo não vì những chuyện xung quanh hay đối xử với người khác bằng thái độ cọc cằn, tức giận, vậy thì chính bạn cũng sẽ tồi tệ theo, luôn cảm thấy mọi chuyện không như ý, lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu, bực tức. Bạn làm vậy thì có ích gì đâu, chẳng qua cũng đang tự làm khổ chính mình mà thôi. Học cách thuận theo tự nhiên, chuẩn bị cho mình một tâm thái tốt, đó chính là vận may của bạn. Hãy nhớ rằng, mọi chuyện hôm nay bạn cho là tồi tệ, ngày mai rồi sẽ qua đi. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp trở lại mà thôi. 3. Bạn đời. Dù thế nào, đến khi về già, thì điều quan trọng nhất chính là người bạn đời của mình. Họ là người chia sẻ buồn vui, những gánh nặng giông bão trong cuộc sống và nắm tay bạn đến hết suốt cuộc đời. Khi còn trẻ, chúng ta là vợ chồng, còn khi về già, chúng ta là bạn. Khi về già, có bạn đời ở bên cạnh, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, chia sẻ mọi điều, là tài sản quý báu nhất trong cuộc đời của mỗi người. Bạn phải nhớ rằng, ngoài con cái ra thì vợ chồng mới là người bên cạnh ta
suốt cuộc đời này. Vì thế, đừng quá mải mê lo kiếm tiền, chăm sóc con cái, mà quên đi chăm sóc người bạn đời của mình. 4. Sức khỏe. Sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi người, nhất là khi về già. Điều ấy lại càng quan trọng hơn bao giờ hết, bởi có sức khỏe là có tất cả, và không có sức khỏe là không có gì. Chính vì vậy, hãy đối xử tốt với bản thân mình một chút, quan tâm tới bản thân mình một chút. Chỉ khi bạn có một cơ thể khỏe mạnh thì bạn mới được hạnh phúc, vui vẻ và có thể tự đón nhận những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Bạn có thể ăn món mình thích và làm điều mình muốn mà không cần nhờ tới sự trợ giúp của bất cứ ai, kể cả con cái của mình. Chính vì vậy, để có một cơ thể khỏe mạnh, bạn hãy thường xuyên tập thể dục, có một tinh thần vui vẻ, lạc quan bạn nhé. 5. Của cải. Người ta nói nhà là nơi mọi giông bão sẽ dừng lại sau cánh cửa. Chính vì vậy, dù lúc trẻ bôn ba ra sao, ở tạm bợ thế nào, thì tới khi về già, phải tự cho mình một căn nhà để tránh mưa, tránh nắng. Đặc biệt, bạn cũng hãy nhớ rằng, nhà của bố mẹ sẽ vĩnh viễn là nhà của con cái. Thế nhưng, nhà của con cái thì không chắc gì đã là nhà của bố mẹ. Vậy nên, hãy giữ cho mình tấm át chủ bài, là một căn nhà và cùng xây dựng, giữ gìn tổ ấm gia đình. Khoản tiết kiệm cũng là điều cần. Tới khi về già, nếu như nắm chắc tấm át chủ bài này, bạn sẽ có thể an hưởng tuổi già một cách trọn vẹn. Khi còn trẻ, đừng chỉ biết tiêu xài mà không biết tích lũy. Hãy có cho mình khoản tiết kiệm đề phòng khi ốm đau, bệnh tật hay một việc gì đó cần dùng. Tuy nhiên, cũng đừng sống quá tiết kiệm nữa. Cái gì đáng tiêu thì tiêu và không đáng tiêu thì đừng tiêu. Đặc biệt, đừng mạo hiểm bằng cách mang tiền đi đầu tư và cần cẩn trọng để tránh bị mắc lừa. Con người, ai rồi cũng có lúc già đi. Cái già mà người ta hay nhắc tới là cái già về tuổi tác. Nếu như giữ được khí chất và thần thái không thay đổi, thì chẳng những tâm hồn luôn tươi trẻ mà tướng mạo cũng sẽ thêm phần mặn mà. Người bị năm tháng lãng quên là những người mang trong mình những điều rất đặc biệt này. 1. Tâm thái trẻ trung. Con người ta không phải là dần dần trở nên già đi, mà là trở nên già đi chỉ trong nháy mắt. Con người trở nên già đi không phải bắt đầu từ nếp nhăn đầu tiên hay cọng tóc bạc đầu tiên, mà là bắt đầu ngay từ cái thử thách buông bỏ chính mình. Chỉ có những ai không từ bỏ chính mình mới có thể sống thành người không sợ già và cũng sẽ không thấy mình già đi. Người có tâm thái trẻ trung sẽ tích cực trải nghiệm những điều mới mẻ, luôn hiếu kỳ khám phá những điều mới lạ. Trên mặt họ có lẽ cũng có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt. Thế nhưng điều khiến cho bạn nhìn không chớp mắt là gương mặt với thần thái ung dung và tâm trạng yêu đời của họ. Hãy dành thời gian, không gian để nghỉ ngơi, đọc những điều tích cực và xem những thứ mà bạn quan tâm. Chúng sẽ khiến cho bạn luôn luôn tươi tắn và trẻ trung. Hãy ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn, ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc và không ngừng làm mới bản thân mình với những nguồn năng lượng tích cực trong cuộc đời. Cũng đừng căng thẳng vì những chuyện không đáng bận tâm. Chỉ có như vậy, bạn mới giữ được tâm thái tốt và trẻ trung. Cũng chỉ có như vậy, bạn mới chẳng bao giờ lo rằng mình sẽ già đi. 2. Luôn coi trọng dáng vẻ hàng ngày. Ăn mặc tươm tất, chú trọng vẻ ngoài cũng là một điều quan trọng. Người già chúng ta không nên tuổi chưa cao mà hồn đã lão. Tâm trí lúc nào cũng đặt trong cảnh tương lai mờ mịt, quá khứ u buồn, cảm thấy chăm chút bản thân là việc làm của giới trẻ. Người trẻ tuổi có sự hấp dẫn tự nhiên nên không cần phải để tâm vào việc ăn mặc. Còn người có tuổi, bất luận là ở nhà hay là ra ngoài, thì đều nên tùy thời phục sức, tào nhã đúng mực,
mang lại niềm vui cho bản thân và mọi người. Khi bạn ăn mặc trang nhã, hiển lộ tinh thần sung mãn thì tự nhiên cũng tự tin hơn. Nhìn vào thấy trẻ ra cả chục tuổi. 3. Giữ tấm lòng lương thiện. Đó chính là không làm điều gì trái pháp luật và đạo đức. Thông thường, con người ta sinh ra vốn tính thiện, tính trong sạch. Nên nếu ta biết dựa vào cái gốc, biết tôn trọng pháp luật và tôn trọng đạo đức đang nằm ngủ ở sâu thẳm trái tim con người mà ta tìm cách giáo dục, tìm cách rèn luyện vốn tính thiện bản thân thì sẽ thành công. Lương thiện là đức tính tốt. Người lương thiện có một tấm lòng thật thà bao dung với mọi người. Sống lương thiện là kỹ năng sống quan trọng bậc nhất, là ngọn nguồn cho mọi việc tốt trên đời. Sự lương thiện sẽ giúp con người ta nhận được phúc báo. Họ chẳng mưu cầu toan tính hay hại tới ai, cho nên họ tin vào phúc báo của cuộc đời. Tướng tùy tâm sinh, vậy nên người có tâm từ bi, có lòng lương thiện luôn luôn phát ra một loại hào quang. Vậy nên những người có vẻ ngoài và thần thái trẻ trung thường thuần pháp, thiện lương. Với người mà tính tình dịu dàng thì tướng mặt đã toát lên sự thân thiện. 4. Tâm hồn chất pháp. Khi mà xã hội này quá phức tạp, con người ta dễ lâm vào tình trạng suy dinh dưỡng tâm hồn thì thật khó để kinh qua mấy môi trường đời mà vẫn giữ được tâm hồn, hồn nhiên, chất pháp. Đó không phải là kiểu hồn nhiên ngây dại ngày trẻ, mà là sau những cay đắng trong cuộc đời vẫn tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Đó là một tâm hồn trong sáng, không đánh mất sự hồn nhiên, hiếu kỳ đối với vạn vật. Người luôn gìn giữ tâm hồn chất pháp của mình cũng chẳng quá quan tâm tới những điều mà người khác đơm đặt về mình. Họ luôn có những suy nghĩ tích cực nhất, trong sáng nhất về đời, về người. Người như vậy thường hạnh phúc và tươi trẻ. 5. Ham hiểu biết. Những người nhìn vào trẻ trung phần lớn đều kiên trì với phương châm không ngừng tinh tiến, không ngừng học hỏi. Trong bụng đã có một bộ sách, một kho thi thư thì tâm hồn ắt sẽ phong phú, dung mạo ắt sẽ phong lưu. Đọc sách giúp mở rộng nhân sinh quan, thế giới quan, du lịch giúp mở mang tầm mắt. Người ham thích đọc sách và đi du lịch, đối với bất cứ sự việc gì đều tự có kiến giải, không phải kiểu người bảo sao hay vậy. Tự nhiên thần thái ung dung, tràn đầy sức sống của tuổi xuân.